Xin chào, xin kính chào toàn thể tất cả các bác quay trở lại với video tiếp theo của bên cửa hàng bên em và hiện tại các bác có nhìn thấy được em đang ở trong kho hàng ngày hôm nay thì bên cửa hàng em đã xếp rất gọn gàng hơn mọi hôm rất là nhiều rồi. Nói chung là đợt này với cả là đợt này bên em cũng đẩy hàng đi cực kỳ lớn luôn. À, các bác nào theo dõi kênh của em thì các bác biết là lượng hàng bên em đi cực kỳ là nhiều và những cái mặt hàng bên em bán thì rất là đa dạng luôn rồi từ loa đẩy vang mic súp những bộ dàn các cấu hình karaoke rất nhiều các dòng sản phẩm từ loa Nhật, loa Mỹ, à, các dòng loa bãi rất là nhiều luôn. Các bác mua sắm cũng rất là lớn. Và hôm nay thì em đang dọn kho thì cũng như là bày ra một lượt các cái dòng loa nằm các bác nhá. Ngày hôm nay thì chủ yếu là bán loa nằm cho các bác thôi. Những anh em mà đang quan tâm đến những dòng loa nằm làm loa trợ lời cả loa chính thì đừng bỏ qua video clip lần này được chưa ạ? Đấy mở đầu video ngày hôm nay thì trước khi vào những cái dòng loa xịn chất như này bmb xích này các bác nhá thì em đang có một cặp loa chép này các bác này một cặp loa chép uh, kèn con này thì bán đang bán giá rất rất rẻ cho anh em uh, em có một cặp đó có một cặp ngày hôm nay chỉ có một cặp thôi không có nhiều các bác nào mà đang muốn có nhu cầu mua sắm các thiết bị dòng sản phẩm mà uh, nghe nhạc đặc biệt là những cái dòng mà sản phẩm mà như tép kèn đây đấy để chúng ta là hỗ trợ chúng ta hỗ trợ ở những cái bộ dàn karaoke thì đây là một sự lựa chọn cực kỳ là hợp lý luôn các bác nhá một cặp chép kè này thì em đang để giá rất là rẻ các bác hàng thanh lý giá 500.000 thôi anh em và các bác nào đang có nhu cầu mua sắm gọi là phối ghép để bộ dàn hát nó thêm hát nhẹ nhàng bay bổng hơn thì đừng bỏ qua dòng sản phẩm chép kèn này các bác nhá giá rất rẻ cho bác thôi 500.000 đồng một cặp các bác nhá anh em và các bác nào chốt nhanh thì sớm liên hệ ngay cho em được không các bác ok đấy và ngày hôm nay thì em đang có một cặp loa JBL đây cặp loa JBL này thôi để là tí nữa em sẽ quay cho các bác sau nhưng trước hết thì em có một cặp BMB à, một cặp BMB con này thì em không nhớ tên model của nó lắm để em quay cho các bác xem này đây con này nó là BMB 880 SE nha các bác BMB 880 SE thì con này là hàng chuẩn China các bác nhá con này thì hàng chuẩn China đó có hàng gì thì em bảo hàng đấy các bác nhá à, mã vạch series đầy đủ luôn các bác nhá à, con này thì hàng chính hãng của China luôn và đối với một cặp BMB Uh, CSD 880 SE này Công suất của nó có thể lên tới là các bác nhìn thấy 500W Hàng Made in China các bác nhé Trở kháng toàn bộ là 8 ohm Đấy Dòng này thì là BAT 25 này các bác Dòng này là loa BAT 25 Em quay mặt trước các bác đây đó, Dòng này còn rất mới và đẹp nhé Em về được cặp mấy cặp này thì đẹp lắm Ở đây thì em không có nhiều cặp này đâu Em có hai cặp thôi Thì bày ra đây một cặp cho các bác uh, Cặp này thì rất là ngon uh, Bát chép của nó thì đánh rất là nảy luôn Dòng này là BAT 25 nhá các bác nhé BAT 25 Dòng BMB BAT 25 Con này thì là à, uh, 4 chép của nó là 4 chép đó, bốn chép, một bát 25. Con này các bác vừa làm loa trợ lời cũng được mà bác nào mà nhà chưa có loa chính nhá, kèm thêm cho em của âm ly nữa. 203 cũng được, hay là 506 thì càng ngon, nhưng mà 203 cũng ok. Giá rất mềm thôi, những cái con âm ly nó chỉ loanh quanh khoảng hơn 2 triệu thôi. Đấy, ghép với những con này thì tuyệt vời luôn. Và báo giá cho bác nhá. Một con PMB này một đôi, một cặp của nó, một cặp của nó giá nó chỉ loanh quanh khoảng 2 triệu uh, 2 triệu rưỡi thôi. Đấy, để cho bác hai triệu rưỡi không cao hơn đâu Đấy loanh quanh một con nó chỉ khoảng hơn triệu thôi một triệu 1 triệu 250 000 đồng một con 1 triệu 250 000 đồng một con nhá các bác nhá Đấy bán lẻ cho bác là 1 triệu 250 000 đồng một con Còn hai con tức là một đôi của nó là 2 triệu rưỡi Bác nào đang quý mến những cái dòng loa của BMB làm loa trợ lời hay hay là kể các bác nào mà chưa có thì làm loa chính đánh cho không gian diện tích tầm 25 30 mét vuông đổ về thì rất là hợp lý luôn. Giá cả thì cực kỳ phải chăng cho các bác nhá. 2.500.000đ một cặp BMB 5 các bác nhá. Các bác nào mà yêu thích dòng sản phẩm này thì phải sớm liên hệ sớm cho em được không ạ Đó, ok Vâng và bên cạnh đây thì em có một uh, con, con loa lẻ của BMB uh, Con loa lẻ này ngày hôm nay thì bác nào lấy thì em cũng sẽ thành lý cho bác giá rẻ luôn Con này thì nó thùng vách nó hơi sắt sát, sắt sẹo một tí Con này thì em không nhớ tên model con này hình như là uh, 455 thì phải Con này hàng uh, 455 Bát 25 À bát 20, con này bát 20 thôi hai chép, bát 20 Một con này đánh lẻ các bác nhá Đánh lẻ anh em nào thích chơi thì em để rẻ cho thôi. 750. Đấy, có một con lẻ thôi, anh em lấy để các bác. 700, 700 thôi nhá, 700. Bán lẻ cho con này có một con thôi, không có nhiều, có một con thôi các bác nhá. Bán lẻ cho bác được chưa? Ok. À, bên cạnh đó thì em có hai cặp loa ngày hôm nay đồng giá cho bác này. Một cặp BMB à, 1000 c và một cặp loa JBL K512 đồng giá hôm nay cho bác. Mỗi một cặp là 5, ,5 triệu rưỡi, được chưa? 5, ,5 triệu rưỡi một cặp BMB của Nhật và JBL K512 của Mỹ ngày hôm nay từng giới thiệu từng dòng sản phẩm nhé. À, trước hết em đang có một cặp BMB bike của Nhật xịn này. Con này thì về không nhiều. Các bác nhá, về không được nhiều. Đợt này về hình như được 3 cặp. 3 cặp nhưng bán một cặp rồi. Đây các bác. Đó, thùng vách của con này thì em đánh giá còn đẹp, mới. Độ mới còn khoảng độ 93%. Đấy, con này mà lau sơn si đi lại một chút nhá Độ mới không phải nói sai các bác, phải tầm 95% luôn Đấy các bác, thùng vách của nó còn zin nguyên bản đẹp mới xuất sắc luôn E căng chưa dỉ các bác nhá E -căng chưa dỉ BMB 1000C các bác nhá Đó và các bác nhìn thấy là dòng này sẽ là à, uh, một bát một bát 30 này Con này sẽ là một bát 30 các bác nhá một bát 30 Đặc điểm của các dòng sản phẩm uh, BMB của uh, Những cái dòng BMB là cái cái, cái 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 dòng sản phẩm các dòng sản phẩm b một nghìn c hay hai nghìn hai nghìn c đặc điểm cái nón loa của nó là là nón loa của nó nó hơi sần sần một chút đấy nhìn nó có vẻ như kiểu là bị hỏng nhưng mà không phải các bác nhá cái người ta làm cái nhà sản xuất người ta thiết kế ra nó như vậy đó và đây là gân này gân loa còn di nguyên bản các bác nhìn là biết gân loa còn zin nguyên bản nhá được chưa gân loa còn zin nguyên bản luôn bốn à, chép một hai ba bốn bốn chép này đó và bên trong này thì hơi khó xoay Còn bác nào thích ruột gan thì em cũng đều hoàn toàn bóc cho bác luôn Đấy ruột gan thì bên trong bông tiêu nó màu vàng vàng Màu trắng vàng các bác nhé à, Quay ra mặt sau Cẩn thận xước nha Ok đây là mặt sau của loa này các bác Đấy dòng sản phẩm BMB CSX1000C các bác nhé Dòng sản phẩm này cực kỳ ngon luôn các bác này Made in Bangladesh Con này thì hàng sản xuất tại Bangladesh các bác nhé Made in Bangladesh Được chưa BMB sản xuất tại Bangladesh đấy và đây là à, núm của nó này Mình xoay này con này tiếng chép bát của nó rất căng luôn BMB CSX 1000C Trở kháng 8 ôm công suất uh, max input power là 700W made in Bangladesh các bác nhá dòng sản phẩm này sản xuất tại Bangladesh được chưa các bác đó một dòng sản phẩm cực kỳ ngon đẹp long lanh xuất sắc trong ngày hôm nay cho các bác một cặp thôi một cặp này thôi, giá rất là rẻ luôn nhá. Ở đây thì em có một củ bát của nó đây. Để xuống cho bác xem thử. Đây là củ bát của nó này. Đó. Củ bát của nó đây. Con này là từ của nó là từ kép các nhá, từ kép. Được chưa? Từ kép. Và trên màng bát có số series đây. Đó. Đầy đủ số series cho các bác nhá. Con này là màng bát, con bát này là em bóc ra từ một con khác. Con khác để review cho các bác xem thôi. Đấy một cặp BMB nhá các bác nhá. Bác nào mà yêu thích BMB dòng sản phẩm của Nhật Bản sản xuất tại Bangladesh hàng bãi chuẩn xịn của nó đấy nhập khẩu bangladesh về hàng nói chung là đẹp long lanh xuất sắc 95 93 95 phần trăm đẹp long lanh như này các bác nhìn thấy được đúng không ạ bốn chép một bát rất ngon như này các bác liên hệ ngay cho em nhá giá 5 triệu rưỡi đồng giá với nó có một cặp cây là một hai của mỹ lỏi luôn đấy con này thì ok nha con này test tiếng ngon lành rồi những cái hàng về em đều test tiếng con nào ok thì đánh nhãn ok để chuẩn bị là khi mà bán hàng gửi đi cho các bác thì sẽ bóc bỏ mấy cái này đi đó Nói chung là dòng này thì còn sơn si còn rất là đẹp Em chưa cọ rửa Đấy là các bác nhìn thử xem Chưa cọ rửa mà nó còn đẹp như này Thì khi cọ rửa rồi thì nó sẽ đẹp như nào nữa các bác Đấy chúng ta không thể đánh giá được hết đúng không ạ Nói chung là những cái cặp này mà khi chúng ta cọ rửa đi Thì cực kỳ là nét luôn Đây các bác nhá Mặt sau của nó đây Cái này thì con này thì nó lại mất mất cái số Mã pin của nó ở đây rồi đó có những con thì đầy đủ hết mã pin mã vạch số series hết đầy đủ luôn nhá công tắt logo và tắt đèn này các bác nhá đầy đủ luôn đó đầy đủ luôn đó, bật lên nó rất là đẹp Đèn sáng rất là sáng luôn Made in USA Dòng sản phẩm xịn bãi của USA luôn Hàng nhập khẩu các bác nhá Con này đẹp long lanh xuất sắc luôn các bác Đó con này thì là một bát 30 này Một chép kèn từ neo này Và một trung âm Đấy một trung âm 13.5 Bác nào thích BMB thì chơi dòng kia Còn bác nào mà thích loa Mỹ thì chơi dòng này nhá Đấy dòng này thì đẹp tuyệt vời luôn các bác Một cặp loa cây một hai bãi xịn USA cho các bác nhá lên cho các bác nhanh một cặp như thế này giá loanh quanh có 5 triệu rưỡi thôi đồng giá luôn đấy cho các bác bác nào mà ngày hôm nay chốt những cái cặp loa này thì rất là hay luôn một bát 30 dòng này là dòng tép kèn từ neo đi um nhá dòng này là dòng tép kèn từ neo các bác phải nhớ cho em là dòng này là dòng tép kèn thường những dòng tép kèn thì tiếng nó sẽ sáng hơn một chút so với những dòng tép giấy tép kèn của nó thì đánh tiếng nó sẽ bay hơn nhẹ hơn đấy và đặc biệt đặc điểm của những dòng ki thì nó có thêm cả trung âm nữa thành ra là khi các bác hát karaoke nó hỗ trợ tiếng lời rất là nhiều và những dòng này thì em đã có rất nhiều video là bóc ruột gan test âm thanh cho bác rồi Đấy dòng này thì không cần phải bàn về chất lượng nữa Vừa đẹp vừa sang chất âm vừa hay Bát đánh rất sâu chép đánh sáng tiếng bay tiếng và đặc biệt hỗ trợ bởi trung âm tiếng lời nữa Thì đây là một dòng sản phẩm nó mang tính chất hơi hướng rất là hoàn hảo luôn các bác nhá Các bác chơi những dòng này vừa làm loa chính mà vừa làm loa phụ cũng em thấy rất là ok luôn Thoải mái luôn không vấn đề gì Vừa làm loa chính được kể cả bác nào mà đã có loa full rồi thì chúng ta làm loa phụ thêm loa phụ một đôi loa bát giấy này nữa tiếng bát nó sẽ mềm hơn đấy dòng này nó thiên về lời lời tép hơn thế nên là nó sẽ hay hơn những dòng loa phun ở giải lời và giải tép được chưa các bác đó những bác nào mà đang có nhu cầu sắm những cái con loa chất lượng như cây là một hai này phải sớm liên hệ ngay cho em nhá số lượng thì không có hạn có hạn thôi nhưng mà chất lượng thì em đảm bảo là cực kỳ là nét luôn cho bác được chưa về các bác cứ kiểm tra riêng hàng của bên em tất cả các dòng hàng nhá các bác hoàn toàn cứ về kiểm tra thoải mái bóc bách ra thoải mái test âm thoải mái luôn mới phải thanh toán tiền các bác thấy ok chưa rất thoải mái luôn các bác nhá đấy anh em và các bác đang có nhu cầu mua sắm thì phải sớm liên hệ ngay cho em được không các bác ok bên dưới đây thì em còn hai cặp loa nữa một cặp là dòng loa bốt à, 301 dòng này là 301 series uh, series 4 Đây, dòng này là 301 series 4 đúng không ạ đúng không à, uh, bốt 301 series 4 đấy chuẩn 301 series 4 luôn đấy, em có một cặp cặp này thì uh, thùng vách nó không được mướt mát lắm nó chỉ trung bình thôi nhưng mà cặp này thì em đánh giá nó vẫn còn chất âm nó vẫn còn tương đối tạm ok đấy con này thì là một bát một bát 20 các bác nhá bát 20 một bát 20 và hai chép được chưa các bác con này một bát 20 và hai chép đây một chép của nó đây Đấy, một chép bên này và một chép ở bên này đó à, một con này thì vẫn còn zin nguyên bản cho các bác chơi nhá con này thì cũ hơn xấu hơn một chút giá cho các bác ngày hôm nay mà bác nào lấy cho một đôi này nó chỉ loanh quanh khoảng hơn một triệu thôi em để cho các bác là một triệu ba một cặp được chưa ạ một triệu ba một cặp ba là một series bốn nhá bác nào thích thì chốt sớm cho em hàng sản phẩm bãi xịn luôn con này là hàng của con này là hàng của Mexico này Made in Mexico này các bác nhé Đâu này là hàng Mexico về đâu vậy? Đó Ok Còn muốn đẹp hơn Muốn sang hơn thì các bác làm cho em một đôi bốt 301 series 3 Thì nó sẽ đẹp và hay hơn Em sẽ để đôi chép 500 nghìn ở đây Đấy, Các bác nào mà thích chơi những cái dòng uh, chép này phải sớm liên hệ nhá Đấy, Các bác nào mà mê những cái cặp loa bốt này Mà muốn chất âm vừa đẹp Hình dáng nét căng Đấy, Chất âm vừa hay đẹp mà nét đẹp đẽ như thế này thì các bác đừng bỏ qua những cặp bốt 301 series 3 nhá. Bốt 301 series 3 nó vẫn là một huyền thoại các bác nhá. Những dòng sản phẩm như bốt 301 series 3 này chất âm của nó cực kỳ đẹp luôn. Tiếng bát của nó, tiếng âm thanh cho ra nhá, cực kỳ là chân thật, em đảm bảo với bác luôn. Chép rất là sáng và bay tiếng. Dòng này tuy tiếng bát nó không quá mạnh mẽ như các dòng nó full, nhưng mà khi các bác sử dụng dòng này nhá, tiếng bát của nó mềm, nó ấm lắm các bác ạ. Nghe nó mềm nó ấm các bác ghép với những bộ cấu hình karaoke hoặc là các bác nghe nhạc thì nó rất là đỉnh cao luôn. Đấy, nó là đỉnh cao của thiết kế mà. Những cái dòng này thì được anh em săn đón cực kỳ là nhiều. Các bác nhìn thùng vách của nó mướt mát không? Đẹp không? Thùng vách cực kỳ đẹp nhá. Tất cả vỏ của nó đoàn bằng bộ bằng gỗ nhá chứ không phải là những cái dòng như giấy dán các bác ơi. Đây này, các bác nhìn này, những cái dòng gỗ xịn của nó đây. Toàn bộ là gỗ kiểu như gỗ thịt luôn. Đó chứ không phải là giấy dán như các cái dòng khác. Những cái dòng loa loa loa, loa khác thì nó sẽ là giấy dán thành ra là chất lượng của nó sẽ không được tốt lắm các bác nhá. Những cái dòng loa bốt xịn này các bác nhìn Thùng vách nó đẹp Đấy, vỏ này à, Bên trong này, gân của nó toàn bộ màu đen, màu xanh nhá Nó sang ngả xanh rồi Những cái dòng sản phẩm này sang ngả xanh rồi Màu xanh của quân đội các bác này Đó đây màu xanh này. từ bát này, chép này, xanh quân đội nhìn trông rất là sang luôn các bác nhá. Dòng này thì em đang bán nó 3 triệu rưỡi. Đấy, cho anh em luôn. 3 triệu rưỡi một cặp này các bác nhá. Đấy, dòng sản phẩm đây. Mặt sau bốt 301 series 3. À, số series này, đúng không ạ? một này, số series này. Đấy dòng sản phẩm này là được uh, sản xuất theo công nghệ của USA này Và sản xuất là tại Mexico đi quá Đấy assemble in Mexico các bác nhá Sản xuất tại Mexico Con này thì là công nghệ của Mỹ và sản xuất tại Mexico Em còn một cặp đẹp như thế này cho các bác này các bác nào chơi và thích sắm những cái cặp loa bốt 301 c ba hàng bãi xịn của Mexico Thì đừng bỏ qua đôi loa này các bác nhé Chất lượng âm thanh của nó thì em đảm bảo với các bác là vừa hay vừa đẹp chất âm luôn Đó mà giá thành thì tương đối là phải chăng rất là mềm giá chỉ loanh quanh có 3 triệu rưỡi thôi bác nào lấy trong ngày hôm nay em sẽ bao ship cho các bác luôn được không các bác đấy giá vừa đẹp này chất âm vừa hay này mướt mát này đấy thùng vách còn đẹp đẽ long lanh này đấy giá thì tương đối mềm cho các bác luôn đấy những bác nào đang quan tâm và yêu thích bất kể một dòng sản phẩm nào trong ngày hôm nay những cái cặp loa bmb đẹp long lanh xuất sắc 95 97 phần như này cũng như là những cái cặp bmb 880 se này đấy và bên này có một cặp jbl nữa này đấy tí thì quên đấy em có một cặp jbl này cho các bác một cặp JBL Passion này Đây là một uh, cặp loa cuối cùng trong nhà em Ngày trước em bán nhiều lắm Nhưng mà đợt này thì em không về nữa uh, Dòng sản phẩm Made in USA Đấy, Dòng này thì nó thua gây năm 12 Thành ra là riêng một đôi này em còn một cặp cuối cùng này Xả cho anh em cho các bác và anh em nào thích này một cặp cuối cùng hàng cuối cùng cho các bác con này thì là một bát 30 mươi các bác nhá một bát ba mươi bốn chép con này là trên là hai chép nhưng thường ở bên dưới nó là hai trung âm đấy nhưng mà nhìn con này nó nhỏ nhỏ giống như chép vậy hai bên trên là hai chép giấy ở bên dưới là hai trung âm đó một bát 32 giấy và hai trung đấy, con này thì tiếng của nó rất là hay em đánh giá con này tiếng của nó cũng rất là hay luôn và đặc điểm lớn nhất của dòng sản phẩm này thì logo của nó có thể xoay 360 độ đấy logo có thể xoay 360 độ nhá nhìn rất là sang và đẹp luôn các bác nhá và nhìn nó cực kỳ đẹp như này chất âm mướt mượt mượt luôn đấy dòng sản phẩm là của vê đẹp lòng lành xuất sắc bác nào mà thích chơi dòng này thì phải sớm liên hệ ngay cho em nhé con này em còn một cặp cuối cùng thì sẽ xả cho bác với mức giá chỉ tầm 4 triệu hai nghìn thôi 4 triệu hai trăm nghìn một cặp thôi xả cặp cuối cùng các bác và anh em nào thích chốt thì phải sớm liên hệ ngay cho em các bác nhé một cặp cuối cùng cuối số luôn được chưa đó ngày hôm nay thì lên cho bác rất nhiều các dòng loa rồi bác nào mà đang quan tâm đến bất kể một dòng loa nằm nào phải sớm liên hệ ngay cho em nhé video đã rất là dài rồi thành ra là bên em sẽ tạm ngừng clip tại đây hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video và clip lần sau đừng quên liên hệ ngay cho bên em để sắm những cái cặp loa nằm chất lượng đẹp đẽ các bác nhé xin chào và hẹn gặp lại